đánh giá cấu trúc xây dựng trong chương trình phục hồi sau lũ lụt ở tiểu bang Victoria. Nếu ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của bạn bị ảnh hưởng, chương trình phục hồi sau lũ lụt ở tiểu bang Victoria, Victorian Flood Recovery, có thể cung cấp đánh giá các cấu trúc xây dựng trên bất động sản của bạn miễn phí. Việc đánh giá sẽ cho bạn biết những thiệt hại xảy ra với các cấu trúc xây dựng này, bao gồm cả việc liệu nó có gây nguy hiểm cho việc sinh sống hoặc sử dụng hay không. Một nhóm đánh giá ở địa phương sẽ ghé thăm bất động sản của bạn. Họ sẽ kiểm tra độ an toàn của cấu trúc xây dựng, tìm kiếm các vật liệu gây hại và đánh giá các mối nguy hiểm về điện. Ví dụ, nếu dây điện bị hở hoặc bị hư, bạn có thể bị điện giật. Sau khi đánh giá, bạn sẽ nhận được một báo cáo. Bạn có thể sử dụng báo cáo này như một phần trong hồ sơ đòi bảo hiểm bồi thường hoặc để thông báo cho người thợ về những sửa chữa bạn cần. Báo cáo cũng sẽ cho bạn biết liệu bạn có thể nhận được hỗ trợ khác hay không, chẳng hạn như loại bỏ các mối nguy hiểm miễn phí. Bạn có thể đăng ký để được đánh giá, cho dù bạn sở hữu hay thuê bất động sản đó, và chúng tôi sẽ làm việc với chủ sở hữu bất động sản. Chúng tôi không thu thập thông tin về bất kỳ người nào sống hoặc làm việc tại bất động sản đó. Để tìm hiểu thêm hoặc đăng ký, hãy gọi 1800 560 760. Nếu cần thông dịch viên, bạn hãy bấm số 9 khi gọi.